Trong nước, vụ ngân hàng SVB của Mỹ sụp đổ ảnh hưởng gì đến Việt Nam? Giá xăng dầu có thể tăng trong kỳ điều hành ngày 13 tháng 3. Làm rõ vụ hướng dẫn viên du lịch kể chuyện nhạy cảm của phi tần Triều Nguyễn. Cô gái trẻ và cha dượng tử vong bất thường trong phòng trọ. Đám cháy thiêu rụi rạp chiếu phim ở Vũng Tàu. Mở đầu phần tin trong nước là những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng 10 tháng 3 tính theo giờ Mỹ, Silicon Valley Bank hay còn gọi là SVB đã chính thức dừng hoạt động. Sự sụp đổ của SVB đánh dấu vụ phá sản lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ kể từ năm 2008 đến nay. Về phía Việt Nam, chuyên gia kinh tế tài chính tiến sĩ Bùi Kiến Thành cho rằng việc ngân hàng SVB đóng cửa không ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam. Nếu có ảnh hưởng thì chỉ là việc tạo ra tâm lý lo lắng cho một số người có tiền gửi ở các ngân hàng chưa thực sự vững chắc. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, ngân hàng nhà nước đã quản lý tốt hoạt động của các ngân hàng, trong đó có cả các ngân hàng chưa thực sự bền vững. Cùng nhận định này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng khẳng định, vụ đóng cửa ngân hàng SVB không mang tầm cỡ quốc tế, không gây phản ứng dây chuyền trong hệ thống tài chính, ngân hàng của Việt Nam, mà nó chỉ ảnh hưởng về tâm lý. Theo lịch thì chiều ngày 11 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch điều chỉnh sẽ dời sang ngày mai 13 tháng 3. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương đến ngày 6 tháng 3 cho thấy, so với thời điểm ngày 1 tháng 3, giá xăng trên thị trường Singapore tăng tương đối mạnh. Bình quân mỗi thùng xăng RON92 có giá là 96,2 đô la Mỹ. Xăng RON95 là 100 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, giá dầu hỏa và dầu diesel cũng xu hướng đi lên. Do đó, giá xăng trong nước được dự báo sẽ tăng sau hai phiên giảm liên tục gần đây, mức tăng nhẹ dao động khoảng 100-200 đồng một lít. Tuy nhiên, trường hợp Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hoặc chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tiếp tục giảm. Được biết, hiện số dư trong quỹ bình ổn đang còn hơn 4.600 tỷ đồng. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo về kinh tế, hoạt động xuất khẩu có xu hướng chậm lại từ đầu năm tới nay đã khiến giá cá ngừ giảm mạnh. Hiện giá cá ngừ đại dương giảm đến 45.000 đồng so với năm 2022, về mức 105.000 đồng 1 kg, còn cá loại 2 chỉ có giá 80.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, hầu như tàu cá nào cũng chịu lỗ. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, ước tính đơn hàng xuất khẩu cá ngừ đi các thị trường chỉ đạt từ 30-40% so với năm 2022. Nguyên do là lượng hàng tồn kho ở các thị trường tiêu thụ khá lớn. Trong khi đó, sức mua của người tiêu dùng tại các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật đều giảm do lạm phát. Trong tình hình này, doanh nghiệp vẫn duy trì giá thu mua nguyên liệu cao hơn giá thị trường để động viên ngư dân bám biển, ổn định nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần các chính sách hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa phương. Vừa qua, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với tỉnh về việc phát triển kinh tế nông nghiệp trong vùng. Theo đại diện Bộ, đất đai ở tỉnh Đắk Nông rất màu mỡ, lại gần thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trước thắc mắc tại sao có nhiều doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi, Bộ nhận định có thể nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu chưa ổn định, mà doanh nghiệp phải có nguồn nguyên liệu ổn định thì mới phát triển sản xuất. Về việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết hiện có khoảng 30 mô hình homestay, farmstay hoạt động, phát triển du lịch nông trại trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình này đều không được cấp phép vì triển khai trên đất nông nghiệp. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn, điều chỉnh một số quy định để Đắk Nông có thể phát triển du lịch nông trại. Bởi địa phương này vốn có đất đai màu mỡ, khí hậu ưu đãi, lại có thêm hệ thống ao hồ, sông suối, địa hình đều rất phù hợp để phát triển loại hình du lịch nông trại. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đang làm rõ thông tin liên quan đến clip của một hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan tại Đại Nội Huế và có nói rằng phi tần trong cung của nhà Nguyễn xưa dùng quả chuối để tự xử. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một đoàn khách đang tham quan Đại Nội Huế và được một hướng dẫn viên Nam giới thiệu về các di tích bên trong. Người này đã nói với du khách rằng ngày xưa trong Đại Nội không thờ cúng chuối hương mà chỉ thờ loại chuối sứ ngắn hơn. Nguyên do được người này lý giải là bởi Hoàng Thái Hậu từ dụ sau một lần đi thăm hỏi đời sống của các phi tần trong hậu cung thì phát hiện các bà này sử dụng chuối hương làm dụng cụ tự xử trong chuyện dương chiếu. Do đó, bà từ dụ đã ban hành lệnh cấm triều đình thờ cúng chuối hương mà chỉ sử dụng chuối sứ có độ dài ngắn hơn. Đoạn clip này đã khiến dư luận xứ Huế bức xúc khi cho rằng người hướng dẫn viên đã cung cấp thông tin sai sự thật cho du khách. Rạng sáng ngày 11 tháng 3, người dân sống trong hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Họ chạy đến kiểm tra thì thấy phòng trọ này cửa khóa trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên đã gọi điện báo công an phường.
Nhận được thông tin, công an phường Tân Thuận Đông đã đến phá cửa vào trong. Hiện trường lúc này có một người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái ở trên gác lửng, còn người đàn ông ở dưới bếp. Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra bước đầu nghi vấn người đàn ông sát hại thiếu nữ rồi tự hủy hoại bản thân mình. Được biết, người đàn ông tử vong là người tình của mẹ cô gái. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cô gái về quê ở An Giang được khoảng một tuần. Hiện vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Vào chiều ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 3 nhà sách Bạch Đằng thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khiến cho toàn bộ tài sản nơi đây bị thiêu rụi. Theo đó, khi nhân viên nhà sách phát hiện lửa bốc cháy ở rạp chiếu phim trên tầng 3 thì hô hoán dập lửa, nhưng những vật dụng tại đây dễ cháy đã lan nhanh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt ngay sau đó đã phải đập vỡ kính cường lực để khói thoát ra ngoài và đưa nguồn nước vào trong dập lửa. Sau 3 tiếng chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo một lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời điểm xảy ra vụ cháy, rạp chiếu phim đang đóng cửa để sửa chữa. Lúc lửa bùng lửa lên, không có người làm việc bên trong. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến việc dư luận phản ứng khi quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc vừa được công bố là một trong 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, đại diện Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng một số người đang nhầm tưởng việc xếp hạng này là cho chùa Tam Chúc. Thực chất, việc xếp hạng là cho cả quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là khu vực rộng lớn bao gồm cả hồ, đầm lầy, hệ thống núi, rừng, hang động với thảm động thực vật phong phú và đủ điều kiện được xếp hạng theo tiêu chí của luật di sản văn hóa. Tuy nhiên, theo bản đồ của quần thể danh thắng này thì toàn bộ khu vực chùa Tam Chúc mới xây dựng và khu du lịch sinh thái Tam Chúc nằm trọn trong vùng lõi cần bảo vệ của danh thắng nên mới sinh ra hiểu lầm cho dư luận. Mặt khác, đại diện cục nhấn mạnh quần thể Tam Chúc được xếp hạng là di tích quốc gia loại hình danh lam thắng cảnh chứ không phải kiến trúc nghệ thuật nên không liên quan đến công trình chùa Tam Chúc mới xây dựng cách đây vài năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm ngày 12 tháng 3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, sẽ có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu. Những tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.